Meta, tập đoàn mẹ của Facebook, vừa tung ra loạt cải tiến lớn nhất đối với Facebook Messenger. Trong đó, dịch vụ mã hóa đầu cuối End-to-End Encryption đã trở thành tính năng mặc định trên dịch vụ tin nhắn Facebook Messenger. Mã hóa đầu cuối là lớp bảo mật bổ sung, nội dung tin nhắn và cuộc gọi được bảo vệ từ thời điểm rời khỏi thiết bị của người gửi đến thiết bị của người nhận. Khi bật chế độ mã hóa đầu cuối để bảo mật, chỉ có người gửi tin nhắn hoặc gọi điện qua Messenger và người nhận mới có thể xem nội dung của tin nhắn hay nghe cuộc gọi. Meta cho biết không ai, kể cả Meta, có thể xem những gì được gửi hoặc nói. Chỉ khi nào người gửi hay người nhận chọn báo cáo khi tin nhắn có vấn đề như quấy rối thì Meta mới xem, nghe được nội dung. Ngoài mã hóa, trong đợt này còn có một loạt tính năng cải tiến được đưa vào Messenger như cho phép chỉnh sửa tin nhắn trong 15 phút sau khi đã gửi đi và gửi tin nhắn tạm thời, chỉ tồn tại trong 24 giờ sau khi gửi. Vì có hơn 1 tỷ người dùng Messenger trên thế giới nên không phải ai cũng có thêm tính năng mã hóa đầu cuối mặc định ngay. Quá trình nâng cấp tính năng mã hóa sẽ mất vài tháng mới hoàn thành. Sau khi được nâng cấp, người dùng sẽ được nhắc thiết lập phương thức khôi phục, chẳng hạn như đặt mã PIN để có thể khôi phục tin nhắn của mình nếu bị mất, thay đổi hoặc dùng thêm thiết bị. Theo The Verge, việc mã hóa tin nhắn mặc định sẽ có nghĩa là Meta không những không thể xem nội dung của hầu hết các cuộc trò chuyện trên Messenger mà còn không thể giao chúng cho cơ quan thực thi pháp luật. Những người ủng hộ chống mã hóa nói rằng công nghệ này khiến việc tìm ra tác nhân xấu trên các ứng dụng nhắn tin như WhatsApp vốn đã được mã hóa theo mặc định trở nên khó khăn hơn.